Hôm qua 17 tháng 3, Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng Dương Công Bỗ, sinh năm 1983, quê Hậu Giang, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do bị anh Thạch Xuân Sung, sinh năm 1988, ngụ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạch, thành phố Cần Thơ và bạn là Nguyễn Văn Sáng giật đánh, bố đã dùng dao giấu sẵn trong người đâm anh Sung nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, bố bỏ trốn ra Vũng Tàu rồi lại về thành phố Hồ Chí Minh rồi trốn về một nhà trọ trên địa bàn thành phố Biên Hòa nhưng đã bị bắt giữ. Được biết, bố là đối tượng có nhiều tiền án về các tội danh trộm cắp và cướp giật tài sản.